tiếp phần trước sau khi chốt sổ xong khi tuyền tiên tử nói được rồi danh ngạch đã định hàn tuyệt ở lại những người khác toàn bộ trở về sư phụ đây là muốn mở cửa sau cho sư đệ sao thiên phú lợi hại chính là muốn làm gì thì làm đừng xem nữa đi thôi đừng chọc sư phụ không vui lúc này chỉ còn có hàn tuyệt và hy tuyền tiên tử trong đại điện một thoáng yên lặng hy tuyền vẫn khí chất ấy lên tiếng trước tam hệ toàn tu thế nhưng tốc độ đột phá của ngươi vẫn xuất chúng như vậy thậm chí có thể nói trong ngọc thanh tông không người nào có thể sánh với ngươi hàn tuyệt chắp tay cung kính đáp cái này đều được sư phụ dạy bảo sư phụ mới là người lợi hại thật sự thanh niên nói phép nhưng sai tình huống làm hy Tuyền tiên tử hơi hơi sượng ta nhớ là không dạy ngươi bất cứ thứ gì công pháp và kiếm pháp của ngươi đều rất không tồi nhưng không phải tuyệt học của ngọc thanh tông hàn tuyệt hơi giật mình cứ ậm ừ cái cái này hy Tuyền tiên tử lại nói chắc hẳn trước đó ngươi đã từng bái sư từ sau khi ngươi nhập tông vẫn luôn cần cù chăm chỉ tu luyện không có ý đồ làm hại tông môn lại có người làm chứng ngươi được sinh ra ở ngoại môn nói rõ ngươi chỉ là thu được cơ duyên thổi còn nhỏ mỗi người đều có cơ duyên riêng vi sư cũng sẽ không tò mò nói với ngươi những chuyện này là vì muốn nói với ngươi rằng lần nội môn khảo hạch này ngươi có thể yên tâm can đảm thi triển thực lực của mình không cần sợ rước lấy phiền phức vì tránh những phiền toái không cần thiết kể từ hôm nay ngươi sẽ là đệ tử thân truyền của vị sư hàn tuyệt giật mình mắt mở lớn, nghĩ, đệ tử thân truyền sao. Đúng lúc này, hệ thống thông báo, hệ thống nhắc nhở, thân phận của ngươi ở Ngọc Thanh Tông lại tăng lên. Trở thành đệ tử thân truyền của chấp giáo trưởng lão, thu được một bộ pháp thuật bí tịch, chúc mừng ngươi thu được cửu long trừ ma ấn. Được làm đệ tử thân truyền, lại còn được búp bẩn cho quả công pháp, hàn tuyệt khoái chí vội quỳ, đa tạ sư phụ, sư phụ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bố ông bái cứ như bái vua với chúa vậy. khi tuyển tiên tử mỉm cười, sau đó quay người bước đi, tiện tay cô vứt lại một tấm lệnh bài màu xanh, nói, cái này là ngọc bài thân truyền, giữ cẩn thận, đi xuống đi, giết sờ. Sau một hồi, dưới sự búp bẩn từ hệ thống, Hàn Tuyệt đã thành công luyện xong, cửu long trừ ma ấn. Hàn Tuyệt đưa tay lên, ánh mắt thâm trầm, suy nghĩ, pháp thuật thứ ba này khá ổn, giống trường pháp, dùng linh lực thuộc tính khác nhau có thể đánh ra hiệu quả khác nhau, thú vị. Bây giờ có thêm một lá bài tẩy, chỉ là không thành thạo lắm, cộng thêm tam thanh tuyệt ảnh kiếm phối hợp chắc vấn đề không lớn không được cho dù sư phụ đã nói thi đấu không hạn chế thủ đoạn nhưng lực sát thương của hai thứ này quá lớn có thể không cần thì không dùng như này thì mình thật sự không có gì để ra tay hàn tuyệt cứ loay hoay đi qua đi lại nghĩ mãi mà không ra đang loay hoay nghĩ thì thường nguyệt nhi hớn hở chạy tới gọi sư đệ khảo hạch nội môn sắp diễn ra rồi để có lòng tin không ở chào buổi sáng sư tỷ hàn tuyệt chào hỏi rồi nghi hoặc hàn tuyệt hỏi Tỷ tỷ sao lại đi vào? Bí mật, sư đệ, đệ không phải là lần đầu tiên tham gia khảo hạch nội môn hay sao, đi theo ta tới một nơi. Sư phụ sợ đệ không hiểu quy tắc, đặc biệt bảo ta giảng giải cho sư đệ, 18 phong đã dựng lôi đài chiến đấu, cái này đệ biết rồi. Các đệ tử sẽ được sắp xếp tới các phong một đấu một, cho tới cuối cùng chọn ra được 10 người mạnh nhất, sau đó vào trong thành trì nội môn tiến hành chiến đấu, hơn nữa cả tông xem trận chiến, sư đệ, đệ xem để ngày mai khảo hạch là phải tới Thiên Chu phong quyết đấu. Nói như vậy, trước khi vào top 10, người tới xem quyết đấu sẽ không quá đông nhỉ? Không sai. Lẽ nào mục tiêu của sư đệ là top 3? Vậy thực lực của đệ nhất định được, gắng hết sức thôi. Ta phải đi phụng lệnh của sư phụ, sư đệ khảo hạch phải cố gắng. Đa tạ sư tỷ, đi thong thả. Nói xong, Thường Nguyệt Nhi sung sướng rời đi, Hàn Tuyệt lại nghĩ, không tồi, vẫn có thể quyết đấu khiêm tốn, mình không muốn bị người khác chú ý đang mải nghĩ thì bất ngờ có âm thanh gọi phu quân hàn tuyệt giật hết cả nảy mắt mở lớn hiển nhiên gọi hàn tuyệt như vậy chỉ có hình hồng tuyền cô vui vẻ tiến tới hàn tuyệt thì giật bắn mình quay lại vội vàng nói cô nương không thể gọi bừa bãi hình hồng tuyền thì vui vẻ che miệng cười hi 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 lúc đầu khi ở ngoại môn chúng ta không phải đã nói rồi sao không ngờ lại gặp mặt ở đây duyên phận thật kỳ diệu hàn tuyệt cau mày toát mồ hôi nói tình hình lúc đó đó là diễn kịch nếu từ chối cô ta sợ cô giết ta hình hồng tuyền thì đã ưỡn tới thâm tình nói không sao ta nghiêm túc đấy hơn nữa chàng lúc đó cũng không bán đứng ta nếu không ta sẽ không có địa vị như ngày hôm nay trước đó nghe bọn họ nói chàng đã là trúc cơ cửu tầng là thật sao hàn tuyệt gãi đầu nói chính xác là cách cửu tầng còn thiếu một chút khảo hạch sắp bắt đầu rồi phải nhanh lên kẻo không kịp chỉ thiếu một chút sao hình hồng tuyền hỏi lại rồi cô đưa tay luồn vào giữa rãnh Magia lấy cái gì đó, nói, ta ngược lại có cái thích hợp cho tu sĩ trúc cơ tăng cường tu vi, để ta tìm thử. Nhìn cảnh đó, Hàn tuyệt nghiệt hết mặt ra, đứng đơ cần, tưởng hình hồng tuyền muốn làm cái gì kích thích. Nhưng thực tế chỉ là một lọ đan dược, hình hồng tuyền nói, đây là ngọc thanh đan, ta không thích dùng lắm, cho chàng dùng vừa hay. Yên tâm nhận đi, đan dược này ta định kỳ thì có thể lấy được, nhận lọ đan dược trong tay, Hàn tuyệt hơi có chút khó nói, vấn đề không phải nằm ở đó ta theo tịnh tể chân nhân tu luyện sư phụ người có thể chế ra chàng không cần lo lắng hồng tuyền đang tính nói gì thì hình hồng tuyền chặn lại cô nói phu quân trong khảo hạch nội môn phải cố gắng ta lúc đầu không ngờ phu quân lại tài giỏi như vậy tư chất của ta bình thường nhưng về sau phu quân có gì cần ta sẽ cố gắng giúp chàng hàn tuyệt nghe xong mắt mở lớn ngạc nhiên ngay sau đó hình hồng tuyền tốc biến đi mất để lại hàn tuyệt đứng đó đực mặt ra tay cầm đan dược hắn nghĩ đây là nhân quả sao? Chuyển cảnh, hình hồng tuyền đã trở về và ngồi với sư phụ. Đây chính là tịnh tể chân nhân, nói, đồ nhi, ngươi cho tiểu tử đó ngọc thanh đan, có hối hận không? Không hối hận, đồ nhi đã rơi vào lưới tình, hình hồng tuyền trả lời như đúng rồi mà không có một chút ngần ngại. Hồ đồ, chỉ vì hắn đẹp trai sao? Hình hồng tuyền lúc này hơi đỏ mặt, quay đi, lấy tay khẽ che miệng, nói, vẫn không đủ sao, nhìn con đệ tử mình mê dai thành tính. Tịnh tể chân nhân khó chịu nói, khiến ngươi dốc sức tương trợ vi sư cảm thấy không đáng bị sư phụ nói mà hình hồng tuyền vẫn cứ dáng vẻ si mê ánh mắt long lanh nói tư chất của chàng cũng rất xuất chúng khi ta gặp chàng chàng còn chưa tu luyện nghe trưởng giáo nói chàng hiện nay đã có tu vi trúc cơ cảnh cửu tầng nghi hoặc tịnh tể chân nhân nói kỳ lạ thiên phú như này tại sao nhiều năm nay vi sư chưa từng nghe nói về hắn trưởng giáo nói chàng rất khiêm tốn luôn bận bế quan tu luyện Trước đây trưởng giáo còn muốn cho chàng cơ duyên nhưng chàng dùng cái chết để từ chối. Tịnh tể chân nhân hơi nheo mắt, cảm thán, thú vị, xem ra vi sư cũng phải chú ý hắn nhiều hơn rồi. Cảnh chuyển tới đài tỉ thí, hàn tuyệt ở đây, nhìn cảnh đông như kiến cỏ thế này, lòng thầm khóc, này. Đã nói tới top 10 người cuối cùng mới là cả tông xem quyết chiến, còn tưởng người của các phong xem thi đấu không đông, mẹ kiếp như này phải diễn như nào. Tinh tinh, hệ thống lại có thông báo, kiểm tra được khảo hạch nội môn của Ngọc Thanh Tông sắp bắt đầu, ngươi bây giờ có thể chọn như sau: một, giành chiến thắng một cách vang dội, danh chấn Ngọc Thanh Tông có thể có được một nghìn viên linh thạch thượng phẩm; hai, khiêm tốn vào được top ba, cố gắng hạ thấp ảnh hưởng, có thể có được một kiện linh bảo. Quả lựa chọn thứ hai thì đúng ý Hàn Tuyệt rồi, hắn chọn luôn, rồi nghĩ lựa chọn thứ hai này. Nghe nói linh bảo còn cường đại hơn cả pháp khí đấy, trên tay ta bây giờ vẫn chưa có linh bảo, đúng thật là trời cũng giúp ta, chọn ngươi đi mà nói mới nhớ. Hình như mỗi lần nhiệm vụ đều có lựa chọn khiêm tốn, có lẽ có liên quan tới con đường phát triển ban đầu mình chọn. Hệ thống quá hiểu ta rồi, so với thể hiện bản thân vẫn nên hèn hạ giữ mạng thì hơn, cầu thả đến khi vô địch thiên hạ. Đến giờ, trên lôi đài thông báo, trận thứ nhất. Ngọc U Phong Hàn Tuyệt đấu với Chu Phong Lộ Nhân Giáp. Các vị đạo hữu mà thấy hay thì hãy cho kênh YouTube của Tại Hạ một view, một bình luận và một like để Tại Hạ còn có linh thạch để edit cho các đạo hữu xem nhé các vị đạo hữu thấy chỗ nào không ưng ý thì cứ chỉ giáo tại hạ cảm kích vô cùng